V. BTS ẩn ý về chuyện tình với Jennie Blackpink. V. Là thành viên cuối của BTS tung sản phẩm solo, lời nhạc trong ca khúc mới của nam thần tượng được cho là ẩn ý liên quan đến Jennie Blackpink. Tung MV Love Me Again một cách bất ngờ, V. BTS mang đến ca khúc R&B nhẹ nhàng, đầy lôi cuốn với giọng baritone đặc trưng. Đây là MV đầu trong chuỗi 5 Megavolt solo thuộc album Layover. Bối cảnh chính của MV được quay trong hang động tại Las Cuevas de Neja ở Mallorca, Tây Ban Nha, điểm nhấn là những bộ trang phục lấp lánh, phản chiếu trong khung cảnh thiếu ánh sáng. Thành viên BTS mặc hai chiếc áo cổ lọ thêu sequin, một chiếc màu đỏ rực rỡ và chiếc còn lại dài tay màu vàng kim. V hát về tình yêu đã mất, khao khát được người tình trong quá khứ chú ý một lần nữa. Đứng trong bóng tối của hang động, nhưng trang phục của anh tỏa sáng trong khoảng không gian ấy. Những chiếc áo được đính sequin lấp lánh và tỏa sáng ngay cả trong ánh sáng mờ ảo. Thu hút sự chú ý, phản ánh cảm xúc thô sơ và sự tổn thương được thể hiện trong bài hát Koibu bình luận về ý nghĩa trang phục của V trong Love Me Again. Khi lời hát được tiết lộ, nhiều ý kiến cho rằng V đang ẩn ý nhắc đến mối quan hệ của anh và Jennie Blackpink. Nhiều bằng chứng trước đó cho thấy cả hai đang hẹn hò. Tuy vậy, công ty chủ quản của cặp sao không lên tiếng xác nhận. Trong bức hình được lan truyền có ảnh V đang thả mình trong bể bơi. Vị trí, hình ảnh bể bơi trùng khớp với ngôi nhà tại California của Jennie chia sẻ trước đó. Những ý kiến này mới chỉ là suy đoán áp đặt của một bộ phận khán giả. Chưa rõ thành viên BTS có tham gia sản xuất, viết lời hay không. Hồi tháng 5, một vài hình ảnh và clip hẹn hò của Jennie và V được paparazzi đăng tải lên mạng xã hội, cả hai không ngần ngại nắm tay nhau đi dạo bờ sông, theo sau họ là quản lý, khi có người phát hiện, gọi tên, V quay người lại nhìn và được Jennie kéo tay đi. Ocean đưa tin tài khoản Gurumi Haribo khẳng định V và Jennie đang trong mối quan hệ yêu đương khi tung nhiều hình ảnh thân mật của cả hai tại đảo Jeju, Hàn Quốc hay ở cùng nhau tại nơi làm tóc, nhà riêng của nam thần BTS,